Thì trong cái thời gian qua là anh dùng cái cảm heo vàng cho con vịt trời của anh á, nó hợp lý, nó phát triển nó tốt, rồi là chất lượng nó về đồ nạc, đồ thịt, đồ lông lá là rất là đảm bảo chất lượng, về cả về là cái thị trường, vừa là tế độ tăng trưởng của con vịt trời. Và bên lớn á thì anh thấy nó tăng trưởng cũng tốt, là từ cái lợn mang thai cho đến lợn nuôi con, nái nuôi con cho đến lợn thương phẩm là rất tốt mà rất chất lượng. Anh đã hơn một năm dùng cả cám heo vàng cho hai cái dòng vịt trời của anh và lợn của anh, nhưng mà cho là cái thời gian là cái thị trường là có biến động về cái giá cả không ổn định, cho nên là nhưng mà cái chất lượng của cám vẫn đưa lại cho anh không được lợi nhuận nó cao, nhưng mà là được cái, trong anh vẫn là có độ tin tưởng và rất là thuyết phục. Thì rồi đấy, giờ từ nay về sau là anh vẫn dùng, nếu cái chất lượng như này anh vẫn cứ tiếp tục là dùng cám heo vàng, và anh vẫn cứ sử dụng.